Liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, hôm nay nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp y tế và cách ly những người có tiếp xúc và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Hải Phòng đã thực hiện cách ly y tế đối với bố đẻ của bệnh nhân và lái xe riêng của ông. Cùng với đó, 25 người khác có liên quan tới người nhà bệnh nhân cũng đã được cách ly. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ cách ly 15 người Hải Phòng và 8 người nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân. Thành phố Đà Nẵng cũng đã cách ly kiểm tra sức khỏe theo quy trình 4 trường hợp ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân. Còn tại Thừa Thiên Huế, 12 hành khách quốc tế đi chung chuyến bay với bệnh nhân đến du lịch làm việc tại Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không và tàu lửa cũng đã được cách ly tại khách sạn. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam đã cách ly 33 du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương. Hiện sức khỏe của tất cả những người đang được cách ly trên đều bình thường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, qua điều tra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã xác định được 4 hành khách đi cùng ca nhiễm COVID số 17 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines có đăng ký hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đã xác minh được 2 người và ngay lập tức được chuyển đến khu vực cách ly tập trung để lấy mẫu làm xét nghiệm. Còn 2 trường hợp còn lại đang tiếp tục điều tra xác minh. Ngoài ra, thành phố đã tiếp cận 9 hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa 9 người này vào khu cách ly tập trung. Hiện các mẫu xét nghiệm trên những người này đang chờ lấy kết quả. Nơi lưu trú của các hành khách đã được xử lý môi trường và được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.